Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ông Gia-cóp sinh ông Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria, mẹ người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta cùng với Hội Thánh long trọng cử hành lễ mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria. Với tên gọi của ngày lễ này, thưa anh chị em, Thánh Giuse bạn trăm năm của Đức Maria, không biết anh chị em nghe, anh chị em có suy nghĩ gì hay không? Thì riêng tôi thắc mắc và tự hỏi cái chữ bạn trong tên gọi của ngày lễ hôm nay muốn nói gì với tất cả chúng ta? Phải chăng khi nói đến bạn thì ai trong anh chị em và tôi cũng thấy mình cần thiết có một người bạn, phải vậy không? Vâng, đúng rồi. Đi làm cũng cần phải có người bạn cùng cơ quan chứ. Rồi các ông, các anh cũng cần có những người bạn uống cà phê. Các cụ già lớn tuổi ở nhà quê có những người cùng ăn chầu chung với nhau chẳng hạn. Buôn bán thì cũng cần có bạn hàng. Rồi các em thiếu nhi cũng cần có bạn học để vui chơi, có bạn để ngồi tâm sự cho vơi đi nỗi buồn. Thế cho nên chữ bạn ở đây cho chúng ta thấy cần thiết có một người bạn. Rồi chính Thánh Augustino là bậc thầy về tình bạn cũng có một câu nói rất là bất hủ: không có bạn, cuộc đời không thể nào hạnh phúc được. Và một triết gia Hy Lạp cho rằng tình bạn là điều quan trọng nhất, và chính tình bạn dẫn đến sự khôn ngoan và sung mãn. Anh chị em thấy đúng không? Vâng, người bạn rất cần thiết. Tuy nhiên thưa anh chị em, khi nói Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Maria, Hội Thánh không chỉ cho chúng ta thấy sự cần thiết mỗi người có một người bạn, nhưng cần có một người bạn trung thành hoặc trung thủy. Là bởi vì sách Huấn Ca đã nói: người bạn trung thành là nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Người bạn trung thành thì vô giá trị, và giá trị của người bạn đó thì không đo lường được. Mừng sách Huấn Ca chương 6 câu 14 đến câu 15. Thật đúng như thế thưa anh chị em. Khi nói Thánh Giuse là bạn trăm năm của Đức Maria, Hội Thánh muốn anh chị em và tôi thấy được lòng trung thủy của Thánh Nhân đối với Đức Maria. Lòng trung thủy nghĩa là đôi vợ chồng trung thành, yêu thương, tôn trọng, gắn bó, chia sẻ cuộc sống từ lúc kết hôn cho đến mãn đời. Vậy thì thưa anh chị em, Thánh Giuse trung thủy với Đức Maria như thế nào? Ngài trung thành ra sao trong tư cách là một người chồng, trong vai trò là một người cha,
ở trong gia đình của mình. Phúc âm hôm nay không có nói đến cái điều đó, nhưng chỉ thuật lại cho chúng ta biến cố Thánh Giuse ở trong một cái hoàn cảnh rất khó xử, không biết phải xử trí thế nào đối với cái người bạn mà Ngài đã chọn, đã đính hôn. Như Thánh Sử Matthew mô tả, trước khi hai ông bà về chung sống với nhau thì Đức Maria có thai. Đặt mình vào vị trí của Thánh Giuse, anh chị em xử trí ra làm sao trong cái bối cảnh này? Bỏ. Vâng, nếu chiếu theo luật thời bấy giờ thì Thánh Giuse có quyền tố cáo Đức Maria. Dù không biết là Đức Maria có phạm tội ngoại tình hay không, thì Thánh Giuse có quyền làm điều đó. Mà chiếu theo luật thì đương nhiên cái tội ngoại tình là phải ném đá cho đến chết. Hoặc nhẹ hơn thì Thánh Giuse có thể mời hai người tới làm chứng, rồi viết giấy ly dị, sau đó trao cho đương sự, rồi đường ai nấy đi. Thế nhưng Thánh Matthew mô tả cho anh chị em và tôi thấy Ngài chọn giải pháp nào. Vâng, Ngài không chọn cả hai cái giải pháp mà luật pháp cho phép, nhưng Ngài lại chọn một cái giải pháp xem ra nó tế nhị hơn một chút, đó là bỏ bạn một cách kín đáo để không làm tổn hại thanh danh cũng như cả mạng sống của bạn Maria của Ngài. Tưởng chừng đó là một giải pháp tích cực, thưa anh chị em, nhưng Thiên Chúa có một cái giải pháp của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã sai sứ thần đến với Giuse, không chỉ giải thích cho Giuse biết hài nhi trong cung lòng của Đức Maria là do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nhưng còn trao cho Giuse một cái sứ mạng rất quan trọng, đó là trở thành người cha bằng cách đặt tên cho con trẻ là Giêsu, bảo vệ hài nhi Giêsu là đấng cứu chuộc dân của người, bảo vệ cái kế hoạch của Thiên Chúa. Mà làm sao và làm thế nào để cho kế hoạch đó được thực hiện, để Thiên Chúa có thể cứu độ và giải thoát dân của người khỏi tình trạng nô lệ cho tội lỗi. Sau khi được sứ thần giải thích như vậy, thì thưa anh chị em, Thánh Giuse không chỉ lắng nghe bằng đôi tai, nhưng còn mong mắn bằng cả đôi chân, đôi tay của mình, và quyết định thực hiện đón Đức Maria về nhà làm bạn trăm năm theo kế hoạch của Thiên Chúa, để thực hiện cái ý định của Thiên Chúa. Quả thật thưa anh chị em, Thánh Giuse đúng là một người bạn trăm năm, một người bạn trung thành của Đức Maria. Và chúng ta có thể thấy rõ cái điều này, dù Thánh Kinh không có nói một cách cụ thể, thế nhưng ngay trong kinh cầu của Thánh Giuse mà giáo hội dạy cho chúng ta mỗi khi cầu nguyện với Thánh Giuse, thì trong kinh cầu của Thánh Giuse, anh chị em và tôi sẽ thấy có những tước hiệu dành cho thánh nhân thể hiện rõ cái sự trung thành, hoặc là bày tỏ cái lòng thủy chung của Ngài đối với Đức Maria. Chẳng hạn trong đó có câu kinh Thánh Giuse là đấng rất thanh tịnh gìn giữ Đức Mẹ đồng trinh. Lời kinh này muốn nói gì với chúng ta? Vâng, lời kinh này muốn nói lên cho chúng ta thấy sự tôn trọng của Thánh Giuse đối với Đức Maria. Ngài không có dùng cái quyền làm chồng để áp đặt Đức Maria, nhưng lại bảo vệ và gìn giữ Đức Maria trinh khiết. Và đọc tiếp kinh cầu của Thánh Giuse, anh chị em và tôi lại thấy trong lời kinh ấy cho chúng ta thấy sự trung thành của Thánh Giuse trong tư cách là một người cha như thế nào. Thánh Giuse đấng nuôi dưỡng con Chúa Trời. Vâng, lời kinh đó còn giúp cho chúng ta khám phá nơi con người của Thánh Giuse luôn ý thức vai trò trách nhiệm của mình là một người cha, không chỉ đặt tên cho Đức Giêsu không mà thôi, nhưng còn cùng với Đức Maria chăm lo nuôi dưỡng Đức Giêsu lớn lên về mọi mặt, cả về mặt nhân bản cũng như cả về đời sống tâm linh. Và chắc chắn Thánh Giuse còn dạy cho Đức Giêsu trong cung cách của một con người biết lao động, biết cực khổ, biết gian nan vất vả như thế nào trong đời sống làm người của mình.
Rồi thưa anh chị em, cũng trong kinh cầu Thánh Giuse, còn cho anh chị em và tôi thấy có lời kinh còn nói về sự trung thành của Thánh Giuse là đấng coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ. Thế coi sóc cái gì? Coi sóc của cải tài sản ư? Vâng, lời kinh Thánh Giuse là đấng coi sóc mọi việc trong nhà Đức Mẹ muốn nói lên sự cộng tác tích cực của một người làm chồng, biết đồng lao cộng khổ với Đức Maria trong trách nhiệm xây dựng gia đình của mình trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng như khi buồn, khi thuận lợi cũng như khi bất lợi. Khi lạc mất con là trẻ Giêsu, thánh nhân làm gì? Vâng, thánh nhân không có đẩy trách nhiệm cho Đức Maria, nhưng thánh nhân cùng với Đức Maria đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Khi bị Herodê tìm cách giết hại như Giêsu, thánh nhân làm gì? Vâng, thánh nhân lại cùng với Đức Maria vượt khó đem hài nhi Giêsu sang Ai Cập. Và trong các bức tranh mà các họa sĩ vẽ về gia đình của Ngài trên đường lánh sang Ai Cập, hoặc là trên đường trở về nguyên quán để kê khai hộ khẩu, thì thánh nhân luôn luôn là người hy sinh, đi bộ dắt con lừa, còn Đức Maria thì ẵm Chúa Giêsu ngồi trên lưng lừa. Đó là những hình ảnh rất là cụ thể mà rất là thực tế mà chúng ta có thể khám phá ở nơi con người của Thánh Giuse mà hôm nay giáo hội mừng kính trọng thể, để rồi gợi lên đôi nét về Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, cho chúng ta thấy sự thủy chung của thánh nhân trong đời sống gia đình, đáng để cho các gia đình và đặc biệt là cho các bậc gia trưởng cũng như những ai sống bậc sống gia đình học hỏi và bắt chước, nhất là trong thời đại ngày hôm nay, khi anh chị em và tôi thấy cái tính mong manh dễ vỡ của gia đình ngày càng rõ nét hơn, khi mà tỷ lệ ly dị ngày một gia tăng, người ta ngại dấn thân vào một mối tương quan lâu dài trong đời sống hôn nhân gia đình. Xem ra người ta thích sống với nhau trước, và thậm chí còn coi nhau như là một món hàng, coi như là một thứ vật chất. Nếu không hợp thì chia tay, nếu hợp thì mình sống tiếp. Và xem ra đời sống gia đình, đời sống lứa đôi không còn là một nơi chốn bình an, để rồi ở nơi đó có những đứa con bị tước mất đi cái quyền được có cha có mẹ ở bên cạnh, được cái quyền lớn lên trong tình cha nghĩa mẹ, được học hỏi những bài học giá trị từ sự trung thành của cha của mẹ. Thưa anh chị em, đứng trước các cái bất an tác động trên cái mối tương quan lâu dài, thì phải chăng lòng ước muốn có được một tình bạn dài lâu 100 năm càng ngày càng lớn hơn ư? Vâng, để sống trung thành với bạn đời lâu dài, thưa anh chị em, kinh nghiệm của nhiều anh chị em cũng cho thấy rõ đó là một điều khó chứ không phải dễ, không phải tự sức mình mà có thể làm được nếu không gắn bó với Thiên Chúa. Chính vì gắn bó với Thiên Chúa thường xuyên trong cầu nguyện, trong việc đọc lời của Chúa, anh chị em và tôi học được cái cách vượt khó của Thánh Giuse mà chính thánh nhân đã áp dụng và thực hành, để nhờ cầu nguyện không phải là chỉ ngửa đôi tay ngẩng cái mặt lên để xin hết ơn này đến ơn khác cho bằng, ta tìm được thánh ý của Thiên Chúa, muốn và thực thi điều Thiên Chúa muốn trong cái mối tương quan giữa người chồng với người vợ. Thì cũng thế, thưa anh chị em, mừng kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria hôm nay, chúng ta xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho các gia đình của anh chị em chúng ta luôn bắt chước cái gương sống trung thành với bạn đời là Đức Maria của Ngài, bằng cách đặt ý Chúa lên trên ý riêng. Rồi khi gặp khó khăn thử thách thì làm gì? Vâng, khi gặp khó khăn thử thách thì biết lấy lời Chúa làm chỉ nam, định hướng, cũng như giúp giải quyết những cái vấn nạn trong khó khăn mà cái tương quan với người bạn đời nó có những thử thách rất lớn trong bối cảnh thời đại ngày hôm nay. Vì vậy xin Thánh Giuse cầu bầu cùng Chúa cho tất cả gia đình anh chị em chúng ta.
những gia đình đang còn bền vững trong mối dây hôn nhân của mình, những gia đình có những khổ đau trong mối tương quan giữa các thành viên với nhau, những gia đình có thể nói đã có sự rạn nứt và cũng có thể đã phân ly. Xin Ngài cầu bầu cùng Chúa xuống muôn ơn lành, sức mạnh của Thánh Thần nhằm giúp cho mỗi người tiếp tục lại tìm thấy được ý muốn của Thiên Chúa và tiếp tục xây dựng cuộc đời của mình trên nền tảng của Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta thực hiện, để sao cho kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện xuyên qua mỗi gia đình của anh chị em chúng ta. Ông Thánh Giuse, bạn rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Amen.